trên website của Kia Việt Nam mới bổ sung phiên bản Kia Seltos mới. Tên gọi phiên bản mới này là Seltos 1.4 X-Line. Trong bảng giá, bản này có giá 709 triệu, xếp dưới bản GT Line với giá thấp hơn 10 triệu. Thông tin chính thức về phiên bản Seltos này hiện chưa được Thaco Auto xác nhận. Các chia phiên bản của Seltos mới khác giống Morning. Mẫu hatchback hạng A cũng có cấu hình X-Line và GT Line với giá bán ngang nhau. Bản X-Line có thiên hướng kiểu xe địa hình hơn. Theo như công bố từ website của Kia, bản X-Line thiết kế sẽ giống xe. Ở Ấn Độ sẽ có một số đặc điểm nhận diện ở ngoại hình, như ốp cản trước, cản sau của gói X-Line, nẹp hông và mũi xe có viền cam, phanh trước cũng được sơn màu cam. Bản này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED điều chỉnh theo góc lái, có bật tắt tự động, đèn sương mù LED, gạt mưa tự động, gương chỉnh điện, sấy, nhớ vị trí. Tương tự, cũng theo thông tin từ website, nội thất xe cũng có gói X-Line với áo ghế theo logo gói này, bọc cần số chỉ bạc cùng logo Seltos trên vô lăng. Ghế xe bọc da xanh Indigo Pro là điểm khác biệt so với ghế của bản GT Line. Bản này cũng có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại như bản GT Line, với màn hình 7 inch sau vô lăng, màn hình trung tâm 10.25 inch, 6 loa, vô lăng chỉnh điện, ghế chỉnh điện có nhớ vị trí, phanh điện tử, rèm che nắng hàng sau. Một số trang bị an toàn nổi bật trên Seltos 1.4 X-Line theo như, website sẽ gồm có cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảm biến va chạm sau và 6 túi khí. Đúng như tên gọi, bản này sẽ dùng động cơ 1.4 tăng áp có công suất 138 mã lực, mô men xoắn 242 Nm kết hợp số ly hợp kép 7 cấp và dẫn động cầu trước. Xe có 3 chế độ lái. Trang bị trên được đăng tải trên website, nhưng chưa được Thaco xác nhận nên chưa chắc chính xác với mẫu xe thực tế. Nếu đúng với giá bán 709 triệu, bản Kia Seltos này chỉ kém 40 triệu so với Mazda CX-5 tiêu chuẩn vừa ra mắt. Xét về trang bị tiện nghi, Seltos bản cao cấp gần nhất có một số điểm hơn CX-5 tiêu chuẩn. Trang bị an toàn của xe cũng hiện đại hơn. Tuy nhiên, CX-5 lại có lợi thế về không gian bởi nằm ở phân khúc cao hơn.